Hoan hỉ đón chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phú Quý Tài Lộc. Lời đầu tiên thay mặt ban biên tập chương trình, chúc quý vị chiêm nghiệm được nhiều điều bổ ích để gia đạo luôn bình an, tấn tài, tấn lộc. Quý vị thân mến, trong nhân tướng học, mọi người thường nói nhiều đến các bộ phận trên cơ thể. Trong đó tướng mệnh của nữ giới cũng là chủ đề được nhiều người quan tâm. Từ xưa các cụ đã dạy rằng, nhìn mặt mà bắt hình dong. Câu nói này không phải tự nhiên mà hoàn toàn có cơ sở. Theo đó, những người phụ nữ sở hữu những nét tướng sau đây thường là người phóng túng, đa tình, có nhu cầu cao, rất biết cách chiều chuộng đàn ông. Đồng thời dễ vướng phải nhiều tai họa trong cuộc đời. Vậy, đó là những dấu hiệu nhận dạng nào? Có điểm gì khác so với người bình thường? Mời quý vị hãy cùng tìm hiểu ngay trong video ngày hôm nay. Dấu hiệu đầu tiên để nhận biết người phụ nữ có nhu cầu cao đó là qua dáng người. Thường họ sẽ có những dáng người sau. Thứ nhất, tướng phụ nữ có ham muốn cao, có dáng người xương gầy. Theo kinh nghiệm truyền miệng, phụ nữ gầy, mình hạc xương mai thường có nhu cầu đòi hỏi chuyện ấy cao. Bên cạnh đó, khả năng chăn gối cũng rất mạnh mẽ của nhóm phụ nữ này. Theo các chuyên gia nhận định, tuyếp người phụ nữ có dáng người gầy thường có đời sống tình dục rất tốt. Dấu hiệu phụ nữ có nhu cầu sinh lý cao cũng áp dụng tương tự với những phụ nữ hậu giảm cân. Bởi vì sau khi giảm cân, hormone và nội tiết tố thay đổi đột ngột cũng khiến nhu cầu về chuyện ấy tăng cao. Phụ nữ gầy cũng rất dễ phát sinh ham muốn. Vì tuyến yên của phụ nữ gầy hoạt động tốt, điều này làm cho việc giao hợp diễn ra khá thuận lợi. Hơn nữa, phụ nữ gầy khi quan hệ tình dục cũng rất dễ, bởi buồng trứng có xu hướng khỏe mạnh hơn so với phụ nữ mập. Điều này sẽ giúp cho hoạt động hỗ trợ sinh sản của nữ diễn ra thuận lợi hơn. Phụ nữ gầy có đời sống tình dục như ý sẽ tác động tích cực đến tâm sinh lý của chị em trong giai đoạn trước và sau sinh. Thứ hai, dấu hiệu phụ nữ có nhu cầu sinh lý cao, dáng người vạm vỡ. Dấu hiệu nhận biết phụ nữ có nhu cầu sinh lý cao không chỉ là những người phụ nữ mảnh mai. Những người có sức quyến rũ người khác giới cũng bao gồm những người có vóc dáng cao to, vạm vỡ, nhiều cơ bắp. Do những tuýp người này thường có xu hướng luyện tập thể thao nhiều. Vì vậy tuýp người này có nhu cầu sinh lý không thua kém nam giới. Điều này xảy ra khi trong cơ thể sản sinh nhiều hormone khi luyện tập thể thao điều độ. Tuy nhiên, những người phụ nữ kiểu này thường khiến giới mày sâu dè chừng bởi sự mạnh mẽ và bạo dạn trong đời sống chăn gối. Nhưng những cô nàng này cũng rất thu hút đối với những cánh mày sâu ưa sự chủ động. 3. Phụ nữ có dáng người mũm mĩm. Dấu hiệu nhận biết nhu cầu sinh lý cao ở nữ qua dáng người mũm mĩm. Những người phụ nữ có vóc dáng hơi thừa cân một chút thường là đối tượng thu hút với phái mạnh. Cơ thể của họ có đủ những đường cong đặc trưng của nữ giới. Bên cạnh đó, thời gian yêu của họ cũng rất đáng nể. Có đến 92% phụ nữ mũm mĩm thừa nhận rằng họ có nhu cầu sinh lý cao. Và nghiên cứu này cũng chỉ ra rằng hầu hết chị em có thân hình mũm mĩm đều có đời sống tình dục khá phong phú. Nguyên nhân là do phần mỡ thừa ở bụng tuýp người này có khả năng tiết ra hormone làm tăng cao nhu cầu sinh lý ở phụ nữ. Thứ tư, phụ nữ có hình dáng đồng hồ cát. Dấu hiệu nhận biết phụ nữ có nhu cầu sinh lý cao chính là thân hình chuẩn đồng hồ cát. Những phụ nữ có dáng người này cũng rất dễ thu hút ánh nhìn từ các đấng mày râu. Không chỉ có nhu cầu ân ái cao mà khả năng sinh sản của tuýp người này cũng rất khỏe mạnh. Hầu hết những người phụ nữ có vòng hai nhỏ và vòng ba lớn đều viên mãn về đời sống chăn gối và khả năng sinh sản. Những người phụ nữ này thường ít khi mắc các bệnh lý như tiểu đường, bệnh tim mạch, trầm cảm hay ung thư buồng trứng. Nguyên nhân được lý giải là
do nồng độ các hormone luôn ở trạng thái cân bằng nhất. Dấu hiệu tiếp theo để nhận biết phụ nữ có ham muốn cao là thông qua những nét tướng, họ sẽ có những đặc điểm sau. Thứ nhất, cung phu thê quá lồi hoặc lõm. Cung phu thê nằm ở phía hai đuôi mắt cho biết mối quan hệ vợ chồng, khả năng tình dục ở mỗi người. Cung phu thê bằng phẳng, hơi đầy một chút, được đánh giá là tốt. Người phụ nữ sẽ có cuộc sống hôn nhân viên mãn. Theo nhân tướng học, tướng phụ nữ ham muốn cao thường có cung phu thê nảy nở, nhô lên cao so với các vùng da xung quanh. Nhu cầu tình dục ở họ rất mạnh mẽ, sức khỏe tốt, giỏi chuyện giường chiếu, đòi hỏi bạn tình, bạn đời phải đáp ứng nhu cầu tình dục tương đối nhiều. Đối với phụ nữ mà cung phu thê lõm thì được đánh giá có tính dâm dục ngầm, nhu cầu sinh lý cũng rất cao. Thậm chí nếu bạn đời không đáp ứng được, họ cũng dễ rơi vào ngoại tình. Thứ hai, lệ đường nhô cao và thâm đen. Lệ đường nằm ở vị trí ngay dưới mắt hay còn gọi là bọng mắt, được xem là vị trí của cung tử tức. Nhìn vào lệ đường của người phụ nữ cũng có thể đoán định họ có giỏi trong chuyện giường chiếu hay không. Thông thường tướng phụ nữ nhu cầu cao thường có phần lệ đường nhô cao, đầy và có sắc đen thâm. Họ thuộc tuýp người ham muốn cao, nhu cầu tình dục mạnh mẽ, thích những trải nghiệm mới mẻ trong đời sống tình dục. Phụ nữ mà lệ đường quá mỏng, không đầy đặn là tướng chán chồng, bỏ chồng hoặc chồng chán, chồng bỏ. Thứ ba, nốt ruồi ở vị trí đặc biệt. Trong nhân tướng học, nốt ruồi ở huyệt thái dương bên trái là nốt ruồi không phân định được cát hung. Phụ nữ có nốt ruồi này tuy có nhiều phước lộc trời cho, thế nhưng họ cũng phải hứng chịu thị phi đen đủi, lúc nào cũng là họa vô đơn chí, phúc bất trùng lai. Tướng phụ nữ đa dâm có nhu cầu khá cao, thế nhưng trong chuyện tình cảm họ lại khó gặp được người trong mộng, hoặc yêu nhau mà không đến được với nhau. Cô gái nào có nốt ruồi ở chính đuôi hoặc sát đuôi lông mày cực kỳ thích tìm hiểu các chiêu thức, tư thế mới lạ trong chuyện phòng the. Nốt ruồi ở đuôi lông mày hoặc ở bên dưới mắt trái, phụ nữ sở hữu đặc điểm này rất sợ kết hôn. Nguyên nhân là sợ phải gắn bó với bất cứ ai lâu dài. Thậm chí nếu đã lập gia đình, họ cũng khó tránh khỏi cảnh chán cơm thèm phở. Đa số những cô gái có nốt ruồi trên sẽ được cánh mày râu sủng ái, theo đuổi nhiều hơn. Chắc có thể vì vậy mà họ tự cho mình quyền kén cá chọn canh, quyền được làm bà hoàng. Thứ tư, sở hữu đôi mắt ướt, mắt nhiều tròng trắng hơn đen. Mắt ướt cũng là đặc điểm thường thấy ở tướng phụ nữ giỏi chuyện ấy. Nhìn vào đôi mắt của họ, lúc nào cũng cảm thấy long lanh, ươn ướt, trông yếu đuối, mỏng manh. Theo tướng học, đàn bà tướng mắt này thường cuộc sống khá phóng túng, dâm đãng, nhu cầu sinh lý cao. Ngoài ra phụ nữ có tướng mắt mà nhiều lòng trắng hơn lòng đen thường có xu hướng đam mê tình dục nhiều hơn. Nếu có thêm đặc điểm đôi mắt to tròn, hai mí, lòng trắng nhiều nhưng không đáng sợ, lông mày cong, không quá rậm rạp, da mặt trắng hồng thì càng chứng tỏ kỹ năng mây mưa của chủ nhân thuộc vào hàng tuyệt đỉnh. Thứ năm, nhân trung rõ nét nhưng hẹp và hơi cong. Nhân trung là bộ phận nằm ở dưới chóp mũi kéo dài đến giữa môi trên. Hình dáng của nhân trung tương đối giống với tử cung của người phụ nữ, do vậy nó cho biết khả năng sinh nở, tình dục của người phụ nữ. Tướng phụ nữ ham muốn cao thường có nhân trung rõ nét mà lại hẹp và hơi cong. Họ thích những chiêu thức, tư thế và bạn tình khác người, hoặc là đồng sàng dị mộng, cùng điêu luyện, hoặc là mạnh mẽ vô biên, đáp ứng nhu cầu nhất thời đầy đủ. Thứ sáu, khóe miệng hơi trễ xuống. Khóe miệng phản ánh sức khỏe của tỳ lá lách trong cơ thể. Nó còn quản lý cảm xúc của con người khi có sự va chạm, tiếp xúc với người khác giới. Phụ nữ có khóe miệng trễ, quanh miệng luôn có vùng quầng đen, khá khác biệt với màu da, thì bẩm sinh đã có nhu cầu chăn gối
mạnh hơn người thường. Đây là tướng phụ nữ giỏi chuyện ấy dễ dàng nhận ra. Ngoài ra phụ nữ có tướng miệng anh đào trúng chím, nói chuyện có thói quen hay liếm môi cũng được đánh giá giỏi trong khoảng giường chiếu. Thứ bảy, cơ thể rậm lông. Phụ nữ có nhiều lông tay, lông chân cũng được xếp vào tướng phụ nữ ham muốn cao. Đây là đặc điểm được truyền miệng trong dân gian từ rất lâu. Dấu hiệu phụ nữ có nhu cầu sinh lý cao qua sự phát triển của lông trên cơ thể cũng được các nhà khoa học chứng minh có sự liên quan. Bởi nồng độ hormone tăng quá cao trong cơ thể cũng là nguyên nhân khiến các mô phát triển mạnh mẽ. Không chỉ lông mà ngay cả tóc, lông mày, lông mi của người phụ nữ rậm rạp cũng phần nào phản ánh ham muốn, nhu cầu tình dục cao của họ. 8. Chân thon, mông to và cong. Có một thực tế rằng kích cỡ đôi chân thon gọn của phụ nữ có tỷ lệ phù hợp với xương chậu, khiến các thao tác khi ân ái dễ bề xoay sở hơn. Dân gian xưa cũng thường truyền tai nhau rằng nên lấy vợ mông to, lý do là mông to dễ thụ thai và dễ bề sinh nở hơn. Nếu cô gái sở hữu cặp mông cong nữa thì lại càng hoàn hảo, bởi đó là biểu hiện của sự sung sức trong chuyện ấy. Ngược lại, cô gái sở hữu cặp mông bẹt thường được coi là rất lười trong việc ân ái. Dấu hiệu cuối cùng để nhận biết phụ nữ có ham muốn cao là thông qua hành động, cử chỉ. Họ thường sẽ có những biểu hiện sau. Thứ nhất, tư thế, phong thái. Tướng phụ nữ có tư thế và phong thái đẹp thường có vòng hông nảy nở, cơ bắp vùng lưng rắn giỏi, uyển chuyển. Họ được xem là những người có khả năng tình dục khá mạnh. Ngược lại, người phụ nữ lãnh đạm thường thả rũ cơ thể, thiếu sức sống, các cơ chảy xệ, mông phẳng, vóc dáng thiếu độ gợi cảm. Nhìn tư thế và phong thái bề ngoài, phụ nữ gợi cảm đương nhiên sẽ gợi tình hơn, có khả năng mạnh hơn trong chuyện ấy. Họ cũng có đôi mắt to, luôn mở rộng, rất tươi sáng. Thân trên của cơ thể mỏng manh, linh hoạt, cơ mặt mạnh khỏe, có sự đàn hồi tốt, là những đặc điểm của những người có chức năng thận hoạt động tốt. Nhờ thận khỏe, cơ thể căng tràn sức sống sẽ đi kèm với khả năng ham muốn tình dục cao. Ngược lại, người nào có khuôn mặt võng xệ, hơi sưng phù là dấu hiệu của sự thiếu linh khí, thiếu sức sống, da mặt chảy nhão, đàn hồi kém, là dấu hiệu của chứng thận yếu. Tương tự như vậy, những người có ánh mắt tối, lờ đờ thì khả năng lãnh đạm tương đối cao. Thứ hai, có dáng đi tự tin, cử chỉ gọi mời. Sự tự tin cũng giúp họ trở nên lôi cuốn một cách kỳ diệu trong phòng ngủ. Cô ấy thường có hành động bất ngờ, mới mẻ và đầy lạc thú. Và nếu chàng biết cách đánh thức cảm xúc thì cô ấy sẽ vô cùng hoang dại trên giường. Do đó, những người phụ nữ có dáng đi tự tin thường có khung xương chuyển động linh hoạt, rất uyển chuyển trên giường và thường khiến phái mạnh vô cùng thỏa mãn khi quan hệ. Những cô nàng dễ dãi trong tình yêu sẽ không bao giờ bỏ qua những cử chỉ điệu đà, ánh mắt đưa tình và những lần vuốt tóc không ngừng. Những cử chỉ e ấp tỏ ra ngoan hiền quá đà, vô tình đã tố cáo tất cả. Đặc biệt những dáng điệu uốn éo của cơ thể, dáng đi hình chữ S, giả tạo và những lần lắc mông chuyên nghiệp chiếc cánh mày sâu thể hiện đúng bản chất một cô nàng dễ dãi. Thứ ba, lạc lơi với nhiều chàng trai. Biểu hiện của một phụ nữ lạc lơ, dễ dãi là sự hòa đồng quá mức đối với những người khác giới. Một cô nàng dễ dãi sẽ sẵn sàng đi chơi khuya với một người đàn ông mới quen, để nam giới đụng chân đụng tay, chạm vào cơ thể mà không có phản ứng khó chịu. Có các hành động gợi tình như đán lông nheo, cười duyên, liếc nháy mắt. Thường thì những cô nàng ấy thích sử dụng những lời nói khách sáo, mời chào, gây tò mò cho cánh mày sâu. Bên cạnh đó, một trong những dấu hiệu nhận biết phụ nữ dễ dãi lẳng lơ là nàng khá thẳng thắn nói về các vấn đề về chăn gối, giường chiếu mà không hề giặt rè, e ngại. Không những thế, họ còn chủ động suy nghĩ thoáng trong chuyện ấy và thích sự tự do. Thứ tư, thoáng đãng trong cách sống. Nếu như những người phụ nữ truyền thống thường bó buộc mình vào những quy tắc nề nếp, thì những người phụ nữ dễ dãi
có lối sống thoáng đãng, thường xem nhẹ mọi thứ, dễ chịu với mọi quyết định và mọi mối quan hệ. Họ thường không câu nệ hay phải giữ ý, gò bó theo một khuôn khổ nguyên tắc nào. Những người phụ nữ dễ dãi, lạc lơ sẽ chẳng ngại những lần người khác giới động chạm vào những nơi nhạy cảm trên cơ thể như mông, đùi, ngực. Họ thích được đàn ông vuốt ve, nói những lời tán dương đường mật. Và khi hôn, họ thường cuồng nhiệt và đắm chìm trong cảm giác ham muốn. Nếu bạn biết cách khơi gợi, thì hai người sẽ dễ dàng có được cuộc yêu tuyệt vời như mong muốn. Thứ năm, chấp nhận lời tỏ tình một cách nhanh chóng. Trừ trường hợp tình yêu sét đánh, thật sự thì cũng có khá nhiều cô nàng thoải mái trong chuyện tình cảm. Họ chưa hiểu hết về một tình yêu đúng nghĩa, không có định hướng hay xác định về một mối quan hệ nghiêm túc. Đơn giản, thấy thích thì yêu, chẳng cần thời gian tìm hiểu. Với những người phụ nữ như này, nam giới sẽ không mất quá nhiều thời gian để chinh phục. Chỉ cần thể hiện sự ga lăng hoặc quà cáp là đủ làm nàng gật đầu, chấp thuận tình cảm. Trên đây là một số dấu hiệu cơ bản có ở tướng phụ nữ ham muốn cao, nhu cầu tình dục mạnh mẽ. Thực tế, tình dục là nhu cầu sinh lý rất bình thường ở mỗi con người. Có người nhu cầu ít và ngược lại có những người nhu cầu cao. Chúng ta không nên dựa vào việc này mà phán xét đạo đức của bất cứ ai. Lời khuyên cho những phụ nữ này là tìm cho mình bạn đời phù hợp trong chuyện chăn gối để có được cuộc sống hôn nhân viên mãn và hạnh phúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình ngày hôm nay. Và đừng quên ấn like và đăng ký kênh Phú Quý Tài Lộc để không lỡ bỏ những video hay nhất từ chúng tôi. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.